Ví Ngọc Hưng có động thái khẳng định tình cảm mặn nồng bên Trương Mỹ Nhân hậu tin đồn có người thứ ba. Vừa qua, cặp đôi Ví Ngọc Hưng và Trương Mỹ Nhân đã bất ngờ vướng phải lùm xùm rạn nứt vì có tiểu tam chen ngang. Sự việc xảy ra khi Ví Ngọc Hưng góp mặt tại một sự kiện, bất ngờ camera ghi lại được khoảnh khắc một cô gái lạ đứng cạnh kéo áo anh chàng ra hiệu điều gì đó. Nhiều cư dân mạng hoài nghi liệu đây có phải là nữ nhân mới của Ví Ngọc Hưng hay không. Ngay lập tức, tổ ấm của anh chàng và Trương Mỹ Nhân đã trở thành chủ đề khiến mọi người bàn tán. Trước những nghi ngờ vô căn cứ từ phía khán giả, mới đây trên trang cá nhân của mình, Ví Ngọc Hưng đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Trương Mỹ Nhân, anh chàng viết kèm status, mới đóng tiền điện xong tối nay được 5 điều hòa rồi. Khoảnh khắc Ví Ngọc Hưng lái xe hộp đưa bà xã đi công việc cùng chia sẻ ẩn ý mặn nồng bên nhau đã ngầm phủ nhận mọi tin đồn rạn nứt. Trên thực tế, sau khi sự việc xảy ra, hot girl xoài non cũng đã có buổi livestream trên Instagram cá nhân giải thích mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Ngày hôm ấy, tại một sự kiện, chính xoài non đã nhờ cô gái kia gọi giúp anh bạn Ví Ngọc Hưng. Đó là lý do mọi người nhìn thấy khoảnh khắc kéo tay áo đáng nghi và dần đẩy mọi chuyện đi xa hơn.